bạn. Chào mừng tất cả bạn đã đến với kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay mấy anh em của tụi mình sẽ chơi một cái chủ đề, đó chính là chơi những trò chơi tú thơ các bạn. Đó. Thì cái ý tưởng này cũng được một cái bạn fan cung cấp cho mấy anh em mình. Hôm qua em đọc được á anh, là bạn đó bên kêu á là mình chơi đập thẻ nè với phan hình á. Đập thẻ phan hình luôn hả? Đúng rồi anh. Còn có bún thẻ nữa anh. Bún thẻ nè tại. Đúng rồi. Là mấy cái tròn tròn này phải không em? Đúng rồi, bạn ngủ á. Mà anh biết cái hình đó không? Em diễn tả cho anh coi thôi, anh quên nè. Là kiểu là phim hoạt hình siêu nhân đồ này kia đó. À nhớ rồi. Mà bây giờ sao kiếm được mấy cái thẻ đó mình ơi. Có lắm anh ơi. Mấy cái hình nó hiếm lắm nha. Đúng rồi. Ủa Tú em có không Tú? Nhà em hồi đó một đống luôn anh ơi. Mà để chặt nhà quá mẹ em cho mấy đứa nhỏ trong xóm trời rồi. Trời ơi dừng đi. Nhà em hả? Bữa hồi xưa thì còn, nhưng mà cắt nhà lên á dọn dẹp mất tiêu trơn rồi. Trời ơi còn nu sao em? Trời ơi. Nu em có không? Có nhưng mà đó chơi mấy đứa này giờ cũng mất tiêu trơn rồi, lạc rồi. Trời ơi bây giờ sao tìm được mấy cái hình đó trời. Thì bởi vậy. Hơi bị khó luôn á nha. Chứ giờ mua dễ. Cũng ra nữa anh ơi. Trời mua nó cũng cái hình nó cũng không đẹp đâu. Ê đứng lại. Đi đâu hả? Ủa em đi chơi. Ủa anh đi đâu hả? Mẹ thấy quay phim mày. Nít nôi về đi. Hỏi con xíu con chửi nè. Ủa em đi đâu gì vậy đồ? Bên này bên gì hả? Đập thẻ cho mấy bạn. Đập thẻ hả? Thẻ nè anh. Ôi đã giờ. Em ơi nè. Tìm luôn nè. Ôi cái thẻ mình đang tìm nè anh nha. Trời ơi. Nguyên cọc luôn nè. Mà cái này là em chơi ăn mấy thằng bạn em phải không đồ? Dạ. Trời ơi. Vậy là em cũng phải hình như đập thẻ hay lắm phải không đồ? Dạ. Trời ơi đã quá đồ. Đó em nó cũng luộc em á ngáo. Trời ơi nó luộc em luôn hả? Chơi mà sao hay thì chứ. Trời ơi. Ê đồ. Bây giờ em cho anh mượn mấy cái hình này anh quay phim một xíu anh trải đâu không đồ? Dạ không sao mà được anh. Này à, em phải về tranh thủ về nè, tắm rửa ăn cơm rồi ra chiến với mấy nó nữa. Trời ơi vậy là em không có cho anh mượn được luôn hả? Đúng rồi. Rồi vậy tiếc của em rồi. Trả rồi. Rồi cảm ơn em nha. Chị cẩn thận nha em. Vậy mày ơi. Bye bye em nha. Dạ. Rồi giờ sao anh? Sao? Không lẽ mình để nó đi nha. Sao được? Yên là anh của nó đi. Giờ sao đó. Kiếm cách đi. Quất luôn. Quất luôn. Đồ. Khiêng nó lên cho anh ơi, khiêng nó lên. Buông xuống này, buông xuống, ảnh nó lên. Ảnh ở giữa. Anh mượn nha. Anh mượn, xíu giả à. Thẻ em với xe em nữa anh chị. À, đây nè, xe bưu luôn nè. Buông anh đi cho em trả. Anh mượn cho anh trả nha em. Bye bye nha. Bye nha. Đó, giờ mình có thẻ các bạn ơi. Quá nhẹ nhẹ đúng rồi. Thì mấy anh em của tụi mình đã có thẻ, có hình này các bạn. Đó, cộng đồng phẩm nha. Thấy chiến thật của em không? Ok. Rồi nó về nó có biết mẹ em không? À có nhưng mà em đâu sợ đâu. Trời ơi. Trời ơi dữ hả? Hay là về bị mẹ quýnh đó trời. Trời vậy. Rồi bây giờ là mình là làm ủ của mình chơi luôn đi. Ủ đây đi. Ủ đây luôn ha. Rồi, ghé luôn em ơi. Ủ em nha. Ủa ủ tròn chứ phải ủ vuông hả? Dạ không. Rồi, ủ tròn á. Ủ tròn mới đã hả? Rồi ok. Rồi. Đó. Để thẻ vô phút. Bây giờ là mình để thẻ vô sao nè. Thẻ đi anh ơi. Bây giờ là mình chơi một cái gì nè, cái này là gì, phan thẻ với lại đập thẻ nha. Ok anh. Ok luôn em ơi. Thôi đem xí cục này cho anh ơi. À cái gì? Dạ ơi chia bài 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 chia nha các bạn. Nói chung là mấy cái thẻ này các bạn hồi xưa rất là hiếm luôn các bạn ơi. Đó hồi xưa là mình đi chơi ăn dữ lắm luôn các bạn. Đó mấy ngày thảnh nè. Còn bây giờ á là một bàn á là mình chơi hai mười thẻ thôi. Mười thẻ sao mình nói em, mười thẻ nó không đã. Bây giờ mình ba chục cho anh đi. Ba chục luôn em ơi. Ba chục luôn. Rồi giờ đếm đi. Một hai ba bốn. Đó đếm này mình cũng đếm luôn nha các bạn. Sáu bảy tám. Đủ ba chục luôn nha. Mười chín ba mươi luôn nè. Để sắp lại giùm anh cái ơi. Sắp lại giùm anh. Đó. Sao của anh nó xẹo vậy tại? Còn kìa. Vậy quá vậy đó anh. Thì còn như trong mộc của anh nha. Đó. Rồi ok. Rồi xong chưa? Rồi. Hai ủ đi anh. Hai ủ đâu? Trọng lên luôn đi em ơi. Nó ngã mà. Không sao đâu. Không sao, trọng lên đi em ơi. Trọng lên mới đã. Rồi. Hay ok nha các bạn. Đó, nguyên sắp luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mất ở đâu nè, dưới đây đi ha. Đây nè. Ở đây ha. Đúng rồi. Ok, rồi bây giờ dép của từng thằng đâu? Đây, dép của mấy đứa đâu? Ok. Rồi, anh nhớ mượn dép em không? Ok, mượn luôn. Ok. Đây, mình mượn đôi này của con nuôi nha bạn. Rồi em là này phải không? Đúng rồi. Rồi Tú. Này nè. Có em luôn rồi, mỗi thằng là một chiếc nha. Rồi bây giờ ai trên trước đây? Rồi, hai đứa này đi anh nhớ. Rồi bây giờ anh lên trên kia anh quay. Đó, bây giờ là Tú chơi trước đi. Chiến luôn nha, mày nói dữ lắm phải không? Rồi từ từ nha. Đây để mình lên đây mình quay cho bạn xem các bạn.
Ê, đồ phải anh em ơi. Bay đi, bay đi. Đừng phan anh nha. Trời ơi. Rồi. Đừng phan trúng đầu tao mày. Trời ơi. Rồi tới Nu nè. Hình như ai cao rồi được giết người đó đúng không? Đúng rồi. Ừ. Trúng ụ trước mới được giết. Ừ. Trời ơi. Ơi, trời ơi, kế bên. Nhưng mà trúng ụ mới được giết nha các bạn, đúng không Tú? Đúng rồi anh. Rồi bây giờ là Đen quay cho anh đi Đen. Ok anh. Đây tới mình nha các bạn. Đây. Phải lên nháo ơi. Trời ơi, nháo kế ụ luôn rồi, sao anh nháo rồi. Chết mình luôn rồi các bạn ơi, đây bây giờ ai cao nhất đây? Nu. Nu bây giờ Nu sẽ bay ngủ trước nha các bạn. Rồi từ từ. Em rút ra kìa. Thẻ nó bay kìa em ơi. Rồi. Rồi chuẩn bị chưa? Rồi. Ôi, trời ơi. Nhéo. Cái này luôn cái gì? Không, sức lâu. À, sức lâu hả? Trời ơi. Không trúng luôn các bạn ơi. Hả? Bây giờ cái này là gió, nha. Trời ơi. Gió. Trời Tú ơi. Có camera thấy rõ ràng mà. Rồi tới Tú nữa các bạn. Trời ơi. Con. Không trúng luôn các bạn ơi. Trời ơi, tại giờ lưu dữ hả? Con này nó non. Rồi bây giờ tới ai? Bây giờ tới anh. Rồi, quay. Trời ơi, mình nẻ một cái nha các bạn là banh rượu luôn. Trời ơi, xe. Đó, mình nẻ một cái là banh rượu luôn cho bạn xe. Ê, không được ngồi. Thẳng lên. Đứng thẳng lên, đúng rồi. Ơi. Kêu. Trời ơi, tao em. Trúng rồi. Trời ơi, không tin luôn các bạn. Đứng thẳng lên. Kêu đứng thẳng lên. Nu kêu đứng thẳng lên. Đấy, đứng thẳng luôn nè. Thẳng băng luôn. Trời ơi. Tới em. Nè bởi ủ nè. Lư nè. Thôi lư. Trời ơi. Giết ủ kìa. Tới mình. Tới mình nha các bạn. Giống rồi. Tới mình. Quay anh. Quay tên nghe mà. Tới em anh. Gì anh cao hơn em à? Ủa. Đây đúng anh. Trời ơi. Thẳng băng lên nha. Đúng rồi. Ê, chơi công người kìa. Ê, chơi công người, không được, chơi công người mẹ ơi, con chơi không đi. Thẳng rồi, luôn nè. Đúng rồi. Ơ, công người, phạm được rồi. Mẹ ăn gian các bạn ơi. Ta giao ba người gian vậy rồi. Phạm được rồi các bạn ơi. Rồi, vậy đứa nó ngủ lên. Thôi, không cho. Không cho lại. Phạm được rồi, ai cho lại. Đúng rồi. Không được ai đâu cho lại trời. Rồi. Mấy này gắt quá các bạn ơi, phải gắt như vậy đúng không Nu? Đúng rồi, chứ không phải mấy này ăn hết rồi, ăn gian ăn đúng hết. Rồi. Nè, được chưa em, được chưa? Giờ tới mình nha các bạn. Rồi, tới nhéo đó. Giết của mình ở đây nè các bạn ơi. Đứng thẳng rồi nha, không được công nha. Rồi, đứng thẳng nha anh nhéo. Trời ơi, tem nhéo rồi, tem. Không tin luôn các bạn. Thẳng lên nè. Rồi, thẳng nè. Thẳng nha. Trời ơi. Trời ơi, tới rồi, tới em. Ủa, tới mày. Tới em á. Ra nè. Trời ơi. Thẳng nha. Trời ơi. Tên nhau, tên nhớ mệnh nhau nè. Tới em. Trời ơi, không tin nữa các bạn. Đứng thẳng không có dễ dính. Anh nhau ơi. Này không dễ dính đâu. Đúng không? Phải xuống thẳng luôn em. Không dễ dính nữa. Đó. Đúng rồi. Ok. Đúng không? Với tụi rồi đúng không? Với tụi tiếp. Trời ơi! Văn kìa nhau! Trời ơi! Bạn văn! Gơm! Quá trời luôn kìa! Quá trời ơi! Gơm! Khúc dùm anh rồi! Gơm tiếp anh! Sao em? Ủa tự gơm mẹ ơi! Sao tôi? Hết rồi! Kêu gơm tiếp rồi! Trời ơi! Để đi anh nhau rồi! Với trời phải cái nữa nha! Không chín đâu! Rồi! Gai nha! Tới đây nè anh nhau! Trời ơi! Gai nữa! Nữa! Cứ vậy mà làm thôi! Có ra là có tự ai ơi. Không sao, gom. Rồi giờ tới ai hả? Tới anh mà. Tới... Có chưa? Ủa? Tới tao nhất, đúng rồi, tới tao. Tới Nu. Trò chơi này gối quá ta. Của em nào? Của em ở nào? Bây giờ thằng Đen đang cầm cùi lụm bài các bạn. Tôi nói bài nó rớt ở đây nè. Thôi mình bỏ luôn cho tự lụm các bạn. Lại luôn rồi các bạn ơi. Rồi, tới anh Nu. Rồi, còn vậy sao trời anh? Trời đi em. Đi mày ơi. Nhéo nè. Rồi, nhức đầu nè. Nhức đầu nè. Được giết ngựa chứ, giết ngựa đi. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi kêu. Ơi, con Đen là nào? Ủa, con Đen là cái nào ta? Ê, vô Đen Nguyên. Không biết. Ủa, hai thằng với hai thằng luôn đi. Thảo hai thằng nè. Thêm một thằng rồi nè. Ừ, này là nào, này là nào? Đen phải không? Đừng tu. Tu. Đen nè.
đen đen luôn thằng đen nè. Tên nhóc này tên nhóc. Ê người chung nhiêu thẻ đó? Dạ chung 10 thôi em ơi. Ừ 10 thôi nè anh nhóc nè. Rồi vậy là ăn nu là quề vốn các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, nãy khôn quá các bạn, là phải chi mình đứng nhắc nó giết người được rồi. Vậy số hồ này của em là nu. Ok, quên nữa. Trời ơi, mày ăn cũng phải chung thôi. Trời ơi. Mẹ nu, nói chung nè. Trời ngáo đâu. Từ từ cho em, từ từ bọc của anh đằng đây nè. Trời đẹp đâu. Trời ơi. Khôn quá các bạn ơi. Nè. Đó, ok luôn. Rồi, vợ của em đâu đen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mời gọi chung mày nè nó ơi. Ok rồi. Thôi em ăn nè anh nháo. Rồi, một mình thằng đen nó ăn vô đây nè các bạn. Bên đây nữa nè. Quá khứ à, quá vậy khứ à. Anh em với anh lỗ quá anh. Rồi đen rồi đen. Trời ơi, nói chung là quá khứ luôn các bạn ơi. Đen ăn quá trời luôn rồi. Đúng rồi, quá ăn rồi. Quá trời luôn các bạn. Trời ơi. Trời ơi, các bạn. Đâu? Em vừa quầy vốn mà vừa ăn nữa. Trời ơi, đâu đâu đâu. Đó, có mạnh như thằng Tú lỗ luôn nha các bạn. Đó, còn đen thì ăn quá trời ăn luôn. Quá trời ăn luôn các bạn ơi. Đó, bây giờ là mấy anh em của tụi mình sẽ chuyển qua chơi là đập hình nha. Đập hình đi. Ok. Ok. Ờ bạn ơi, bây giờ là mấy anh em của tụi mình sẽ chơi đập hình nha các bạn. Đúng rồi. Mỗi một trò chơi thì anh em của tụi mình chỉ chơi một lần duy nhất thôi các bạn. Đó, bây giờ nãy là đen ăn dữ lắm phải không? Đúng rồi anh ơi. Chờ một bàn là bao nhiêu thẻ mấy đứa tính sao? 20 thẻ luôn đi. 20 luôn. Đúng rồi. Máu giờ mình 20 nha các bạn. Thằng này 20 là 80 đó. Đúng rồi. Mình đặt vô nha các bạn. Ờ đâu đâu. Trời của con đen với lại tối gì vậy? Em với Nu anh ơi. Đại chung đúng không? Rồi. Tao nháo nè. Rồi. Hồi xưa em không dám chơi, toàn chơi là 5 thẻ là tối đa rồi đó. Chứ giờ ha, chưa đã. Giờ mình quay phim mà em đó. Trời ơi trời. Cái cọc này đập một cái mà ăn luôn, cái mấy này khóc luôn quá các bạn. Rồi sao ăn được anh? Đó. Thẻ là mày hô tao rồi. Đúng rồi. Ok ok. Mày không ăn tờ nào nữa bạn. Rồi bây giờ là ai chơi trước? Đây, trời quế đi. Quế đi. Nhiều gái bẫy đây. Nhiều gà ớt bẫy. Ớt gà nhiều bẫy. Nhiều gà ớt bẫy. Ớt gà nhiều bẫy. Nhiều gà ớt bẫy. Rồi em ra nha. Không, cái này em ra. Nhiều gà ớt bẫy. Cái này đầu tiên nè. Rồi, nhiều gà ớt bẫy. Ớt gà nhiều bẫy. Nhiều gà ớt bẫy. Ớt gà nhiều bẫy. Rồi, em ra. Chồng ra, chồng ra. Xâm, xâm. Xâm. Trời ơi. Vậy là Nu chơi trước, mình chơi sau. Và Tú chơi ba nè bạn. Với lại này chơi chót nè. Em cuối anh Nghéo ơi. Đó, giờ Nu nè. Sao nè, đập đi Nu. Nổi không anh Nghéo? Nghéo anh Nghéo ơi. Chúng rồi, đập lại đó. Chúng rồi, đập lại đó nha. Ok rồi, mày đập đi. Nhưng mà rồi, đập đi, đập đi. Chơi chúng nè. Thầy ơi. Thầy ơi. Trời ơi. Tao đưa lên cho bạn xem anh Nu. Nè, ăn đi lại luôn rồi các bạn ơi. Một lần duy nhất các bạn, một lần duy nhất. Tao kìa. Rồi tao chú nha. Quen quen. Đó, bây giờ tới mình nha các bạn. Câu mặt gáy nè các bạn, câu mặt nè. Ừ, mặt gáy. Mình đập một cái là hết trơn này luôn nha các bạn. Thôi anh Nháo đừng có gáy nè nè. Đó. Tránh ra. Tránh ra, từ anh Nháo ơi. Ăn được có 2 tấm, 3 tấm à 4 tấm. Ăn được có nhiêu đây các bạn ơi. Xui quá. Tới mạnh luôn nha các bạn. Rồi. Đây. Ăn hết nè bây ơi. Nè. Gây. Nhớ mấy đâu, em mới không ăn từ nào nữa. Rồi tới anh đen nha các bạn. Đó, anh đen dữ lắm nha các bạn. Đó. Trời ơi. Rồi nha. Rồi né ra nó cầm bạn này dữ quá trời luôn các bạn ơi. Ôi giờ tới ăn Nu nha bạn ơi. Tới Nu em kìa Nu. Trời ơi em ăn hết luôn quá anh ơi. Trời ơi đã vậy. Mày ăn cái cù lâu của tao nè, sao anh hết được? Được chứ. Trời ơi ơi. Đen chứng kiến rồi đen. Ok, đập đi. Đập đi em, đập đi em. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị rồi. Đập đi. Mấy bạn nói mà không ăn được tờ nào chứ. Rồi vô chơi thôi các bạn ơi. Thì hồi nãy á, mấy anh em của tụi mình vừa đọc được một cái comment, đó chính là hãy kêu anh em mình làm gì đâu. Bún thẻ các bạn ơi. Cho nên mấy anh em mình đã tìm được thẻ nha các bạn. Đó. Thì thẻ này á là của thằng Tú riêng qua các bạn. Không biết làm sao mà nhiều dữ không biết nữa. Đó này mấy đứa nhỏ gì á. Cái gì?
Anh biết sao nhiều không? Sao? Hồi nãy em mới bắn với mấy đứa nhỏ bên xóm em rồi. Trời ơi, đủ hết trơn rồi. Thì á, thằng này là ngày nào thằng em mình đó các bạn cũng xin tiền mình á, là đi mua thẻ là tới cống nạp cho mẹ hả? Đúng rồi đó. Trời ơi, thằng này chơi dám được. Đây. Nó thẻ nó chia mỗi thằng bọc đá ghê không các bạn. Mấy thẻ này ha, bây giờ kiếm cũng khó lắm các bạn. Bây giờ người ta còn bán không ra luôn. Không, em kiếm không ra luôn. Bây giờ còn không có ai bán chưa anh. Hiếm lắm nha các bạn. Đó, mấy thẻ này nè. Hồi xưa mình bắn là dữ lắm luôn nha các bạn. Đây bọc quân đen nè các bạn. Đó, bây giờ là mọi người sẽ có một cái bọc rồi các bạn ơi. Bây giờ con nào là con cái của em đâu đi. Từ em kiếm anh ơi. Rồi. Đâu rồi ta? Con nào hả? Cái con xanh xanh nè anh ơi. Đâu con nào? Ủa gì vậy trời? Ủa gì á? Trời ơi. Thôi. Dùng gì mà có bốn. Sao mà không được? Không phải chơi thẻ nè. Này nó dễ nhận các bạn ơi. Ờ vậy thôi, vậy tao kiếm con khác mày ơi. Con chà bá với con chút xíu. Rồi trời nó vậy mà kèo giấy sắt lại các bạn để cho nó đậm hay gì á. Thôi anh ơi, để em kiếm. À đây rồi, có con này nè anh. Thôi. Cái gì mà dễ vô lắm chứ trời. Dễ không có chiến đâu anh. Nè. Rồi. Con này của em chân lắm luôn nè. Đâu nào. Đậm lắm á. À, bây giờ ủa sao này biết chạy hình lắm chứ ơi. Không, ta chạy vậy nè, nó đi mấy mướt anh, nó không có việc gì đâu. Nè. Được. Thôi ơi, đã nha. Rồi giờ tới thằng Tú. Em là có ba con cái nha anh. Ba con robot, con siêu nhân với con gì nè. Con không biết nữa. Cái gì nè? Thôi cãi luôn đi. Đúng rồi. Đó, ba con còn mình cũng không có biết nữa các bạn. Mình nói chung là mình lựa con nào được. Ê. Con này được nè các bạn, cái con này nè. Giống đèn luôn á. Đèn hôi luôn. Ê, con đen là con gì á? Đâu, em con Doraemon anh ơi. À, mình đậm hơn nó các bạn ơi. Đó rồi. Bây giờ là một bàn mình chơi mấy xu. 5 xu đi. 5 xu đi. 5 thôi. 10 đi. Mình chơi. Nhiều mà đi nè, cứu chùa. Cứu chùa mà em. Cứu chùa mà. Cao quá. Cao mà. Cao khó quá. Ừ vậy thôi, 5 thôi anh ơi. 5 thẻ thôi. Chỉ 5 thẻ thôi. Chứ vậy 5 thẻ. Rồi ok. Đây 5 thẻ nha. Nè 5 thẻ. Lấy 5 thẻ ra các bạn ơi, 5 thẻ. Nè ủ lại đi rồi cầm nó đắng luôn. Vậy ủ rồi. Vậy ủ đi Phú ơi. Vậy ủ đi Phú. Đây. Rồi vậy ủ đây nghe anh. Rồi vậy. Ấy vậy đi nè em. Gì đúng không? Vuông á. To không anh? Vuông nè. Rồi ra xuống. Rồi. Ok, để mình bấm cầm quay cho bạn xem nha. Đó. Ok. Đặt vô đi bạn. Rồi đặt vô. Rồi được chưa? 5 thẻ nha. 5 thẻ. Đó. Ủa được đâu rồi? Trời ơi. Con này con cái của anh mình nghe. Quên. Cái của mình tính đặt luôn các bạn. Có cái là chết nè anh. Rồi đặt vô luôn đi em ơi. Đặt vô. Rồi đúng chưa? Rồi đúng rồi ơi. Nguyên một chồng này cao lắm nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ chơi nè. Ok. Đó để mình để bọc mình ra đây nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ là mấy anh em mình sẽ chiến luôn nha các bạn. Giờ sao nè? Dạ chơi đầu tiên. Không, giờ ai bắn trước được chưa? Trời bắn đi. Cao hơn thì vậy à. Bắn đi. Rồi bắn đi. Vô rồi. Bắn trước đi. Bắn đẹp nè. Bắn đẹp. Bắn trước đi. Bắn đẹp ơi. Không đẹp cho công bằng. Rồi 1 2 3. Mấy đứa ơi cho anh hỏi coi. Cái nào thằng nào là cao nhất là nó bắn trước phải không? Đúng rồi anh. Ok. Xong được vợ nay cao quá được vợ lên. Ok. Trời ơi. Thằng nó làm gì mà nằm tới đó chứ hả? Vậy cái đó trường đã lắm anh. Trời ơi bây giờ tới mình với các bạn. Đi. Quay cho anh đi. Ok anh. Bây giờ tới mình đặt ở đâu em? Đặt ở đây nè anh ơi. Cao lên dưới đây đúng rồi. Rồi. Ơi, trời ơi. Anh nháo gạo các bạn ơi. Mình chứ mình luôn các bạn. Chứ mình á. Thôi mình ở đây nè, mình đợi thằng ngu á các bạn, nó bắn hụt ụ á. Cái đó bà xuống đây nè, lấy cắm đầu cho mình các bạn. Kéo okay, em đây nè. Ví dụ là mình dưới đây đúng không? Mình dời lên là mình không được giết người. Thà mình ở trên đây thì mình được giết. Đúng rồi. Bắn đi em ơi. Đúng không? Ngu bắn nha các bạn. Trời ơi, giết nè tôi. Bây giờ mình giết người bao nhiêu xu đây? Bây giờ giết người hả? 5 xu. 5 xu. Rồi ok luôn anh. Rồi giết nó đi. Giết nó đi. Đúng rồi. Giết đi Tú. Giết đi Tú ơi. Chết sống. Hào nhà em. Ơi, anh đen luôn. Anh đen luôn. Anh đen. Anh em không liên quan hả? Đúng rồi. Bắn mày ăn tao mà. Bắn luôn. Mày ngon mày con. Xong mày rồi. Nó nhảy luôn. Mày xong mày rồi. Nó này mình đang bị đau nha các bạn nên là mình bắn nó nè. Bắn luôn. Đợi suy nghĩ nha. Ơi. Bắn luôn đi em ơi. Bắn luôn anh. Ok. Hộp. Trời ơi. Bắn nhau. Bắn mình. Đây. Bắn mình các bạn ơi. Rồi. Đi ra đây. Anh nhau.
đi ra đi tay ơi, giết em rồi. Trời ơi bạn ơi, anh Ngáo giết mày hiểu không, là anh Ngáo có giết tao đâu. Giết mày nè, ăn này gần đó nè. Đời ơi, ăn này gần đó nè. Đi ra, đi ra, mày mới giết tao. Anh này gần hơn nè, dưới nó đi. Anh Ngáo đi, xong mày giờ lên đây mày giết. Trời ơi, không được. Giết thằng này đi. Đây là gần hơn nè. Giết là giết. Trời ơi. Giết hắn luôn á. Xin lỗi nha. Đô, giết là hắn luôn á. Thôi, tao nghiệm lên cái ụ. Ờ, giết anh luôn đi. Ngon, giết luôn đi. Chung là nó bại chứ nè. Chung tốt 5 thẻ nè bạn. Ok. Chung mày 5 thẻ luôn nè mày ơi. Đây. Giết anh luôn đi Tú ơi. Thôi anh ơi, bắt ổn anh ơi. Trời ơi, mấy này. Rồi. Tới mình các bạn ơi, tới Ngáo nè, tới Ngáo nè. Nó ngủ luôn các bạn. Thôi, bắn lại đây đi. Đó, tới Tú nghe. Tới mình bắn ngủ nghe các bạn. Tới Tú nghe. Rồi. Trời ơi, trời ơi. Ra đường thẻ rồi. Nhìn gì? Ra đường thẻ, ra đường thẻ các bạn ơi. Trời ơi, bắn đi Tú ơi. Ơi, trời ơi. Chưa. Nó xuống dưới là đó, được giết người các bạn ơi. Hên quá, hên quá. Giờ lên. Ê, về không được sao quá nha. Dạ, nó về đây. Trời ơi, anh em không? Chúng nó chạm như của mình các bạn ơi. Tới mình nha các bạn. Tới mình nhích gì ụ cái quà giết đúng luôn các bạn. Anh nhớ nha. Ôi, rồi. Rồi. Ủa đâu rồi? Bắn đi trong nhà luôn. Bắn trong nhà đó các bạn ơi. Mình lấy viên khác mình chơi các bạn. Đây. Anh nhớ không được giết người nha. Rồi rồi, đây, mình lấy viên màu hồng này chơi cho nó cá tính nha các bạn. Đây. Rồi bắn sao mà bay tuốt trong nhà các bạn. Rồi tới ai đây? Tới Tú. Ok luôn em ơi. Đến đâu Tú? Vinh chưa? Rồi, ơi, 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 nó hổ luôn rồi. Ơi, đây nè, đây nè. Các bạn coi cổ gàng nha, cái viên cái của nó nè, bạn phải viên cái đó không? Hổ rồi, nó hổ rồi anh ơi, anh ăn hết luôn. Ôi, ơi. Hổ rồi. Ây. Trời ơi, đúng là các bạn hên, cái gì là hay không bằng hên các bạn. Chỉ cần ngồi yên thôi các bạn, bắn khơi khơi cũng ăn mùi trộn. Vậy nãy em giết anh được rồi, anh em ơi. Biết vậy gì nãy người ta kêu.